Bác nhá, trong lúc chờ đợi trời chưa tối mà trời kìa. Chưa tối chưa muốn làm cơm ăn sớm thì mình sẽ lên review cái cảnh ngoài nhà cho nhà mình cho các bác cùng xem. Cùng xem cảnh nông thôn. Tới này mình sẽ làm cái cảnh phong cảnh cuộc sống nông thôn cho các bác cùng xem nhé. Đây mình đang lên trên tầng nhà mình cơ. Đang lên trên sân thượng để cho mọi người cùng xem cảnh nông thôn nó hoạt động làm việc như nào. Đây các bác ạ, đây đấy, một nông thôn nó chỉ thế thôi mọi người nhé, không có gì phải như kiểu thành phố là nhà cao tầng rồi mọi toàn nhà cao tầng, đây toàn nhà bình thường thôi, là nông thôn mình này. xa kìa. Sau này các bác là mình không biết thế nào, nhưng mà sau này dự án cao tốc nó sẽ chạy qua đây ngay trước mặt nhà mình đây đấy, đây trong kia nhé. Và đường đây là đường tỉnh lộ DT189 này, sau này ta làm ngay như này có đường nhựa mở rộng to hơn đi rất là dễ. Trời lại bắt đầu mưa tiếp mọi người ạ, lại lất phất mưa phùn tiếp rồi đấy. Đấy cảnh này nó hơi bị tối đúng không, đây đây mọi người nhá. Đấy có rừng ở vùng Tuyên Quang thì có cái đặc sản là có cái cọ đây mọi người ạ. Đây cái cọ này. Đấy, cọ lá thì dùng làm mái nhà luôn. Đấy, như kiểu mái nhà sao đây các bạn, mái nhà sao đấy, đây kia. Đấy, làm mái nhà luôn, mái nhà cọ, nhà sàn của người dân tộc Tây. Người dân tộc Tây, người Tuyên Quang. Đấy, cây cọ ở đây. Quả cọ dùng để ăn, ỏm ăn đấy. Đây. Đây cây như này nhá. Đấy, cái cọ như này. Đây cái cọ này. Ngày xưa đồi và ngày xưa cách đây khoảng có 2 năm thôi mấy đồi mình chưa kìa. Trên kìa cọ rất nhiều trong quá trình bây giờ chuyển đổi người ta không làm nhà cọ nhiều nữa mà tôn nhiều, chặt hết để trồng lại trồng mới làm kinh tế, rồi trồng các loại cây ăn quả hoa màu vào đấy. Đây này. Đấy cọ. Là đấy cầu toàn là cọ này. Cái này thì thật sự là nói thì nó người nào biết thì thôi, chưa biết thì cũng thật là tò mò. Đây là cọ này, đấy cái cọ nhá. Đấy. Đây là toàn cảnh trên này. Mình đây. Đấy bên kia cũng là ruộng. San xiết. Đây. Kia là ruộng hết nhá. Đây. Trong lúc tranh thủ chưa nấu cơm thì nên quay cho các bác cùng xem và cảnh vùng nông thôn của quê mình. Đây. Đấy, xa của đồi núi kìa. Đồi đấy. Kia là ruộng. Còn xa kia nữa là núi đá đấy nhá mọi người nhá. Xong trên này toàn núi không. Đấy, vùng cao toàn núi thế này thôi. Toàn núi thôi. Không khí thì trong lành, mát mẻ. Không bụi bặm, không ô nhiễm. Nhưng mà đến nắng thì mức độ ô nhiễm thì nhiều hơn vì ở trong một số vùng trồng nhiều cây ăn quả phun rất nhiều. Đấy. Đây. Cuộc sống của nó hơn mình còn khó khăn lắm mọi người ạ. Không biết vùng các bạn nào vùng mình là như thế. Đấy, toàn là trồng cây tràm rồi cây có đủ cái keo, đồi bỏ không trồng keo thôi. Trồng keo từng đất từng vùng. Có chỗ thì trồng cam. Đây ruộng khai phá, một số ruộng thì khai phá trồng chanh hết rồi nhỉ. Xa mọi người có nhìn thấy không ạ? Sợ là nó hơi mà ấy xa thì nhá. Đây mình cho lại gần cho mọi người xem đấy. Cái chỗ cho mình cho theo con tay mình chỉ xuống là trồng chanh nhá. Còn xa là ruộng, chứ là ruộng hết rồi khai phá trồng chanh. Đất này đang đấy, như đất như này là trồng sắn ngạn, trồng sắn thôi nên là bỏ không. Sau này người ta sẽ làm nhà đây, đất ra mặt đường rồi, đây ra mặt đường rồi, đây ra mặt đường rồi. Đấy, đằng sau mình nữa, sau này sẽ người ta sẽ có thể là làm nhà khu này nữa, một phát đấy qua đây nữa.
5-10 năm nữa thì dối ruộng mình đang quay trực tiếp này, những cái video này thì 5-10 năm nữa thì thật sự mọi người xem lại thì hơi choáng, chắc không có cái cảnh đẹp này đâu mọi người ạ. Thì tới này sau này 5-10 năm nữa cho nên tất cả chỗ dãy nhà mình này, đấy là tận xuyên kia là nhà với đường hết thẳng kia. Đấy, tất cả nhà cao tầng với đường hết này, có dự án thì người ta làm đấy hết rồi. Không còn xanh đẹp, xanh và đẹp sạch sẽ nó không thể là một đại công trường ở đây rồi. Đây cái khu này đây này, tất cả là đây thế. Tất cả thế hết. Khu này thì chắc cũng thế này. Đấy, ra đường người ta không phải làm lúc bây giờ cái video xem là cổ hay đấy, không không như bây giờ đâu. Không cây cối nó thế này nó đào vào gần đây hết rồi. Bên kia là có đường cao tốc chạy qua ngay đường kia rồi. Đường đi vào cao tốc đi vào. Đấy, mọi người đang không thể. Đấy, mình tranh thủ lên review trên cảnh nông thôn cho mọi người xem nhé. Thì bây giờ tiếp theo là lại xuống đợi tối là nấu ăn thôi. Đấy, mọi người cách ly như thế. Cá đã lên chảo. Sau khi mình lên quay cho các bác xem cảnh phong cảnh ngoài đường nông thôn thì bà xã đã cho cá lên chảo rán rồi. Đây nhá. Đấy, vợ đã cho cá chảo rán rồi. Đã sắp chín rồi. Mở lửa đi. Sắp chín rồi. Chắc cũng mấy con nhỏ lại rán nó giòn giòn nên lại ngon. Sắp chín rồi, cá sắp chín rồi. Cá này là cá rô phi mọi người ạ. Cá này cá rô phi. Rô phi đồng này. Ngon này. Theo lúc nữa mình sẽ làm mẻ thôi là ăn cơm. Bắt đầu vào làm mẻ rồi ăn cơm. Không mẻ bác mẻ trứng đây nha, mẹ đã mua quả này, một quả trứng một mặt, ok. Cho tôi buổi chiều. Mọi người xem đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thời Trần nữa nhá. Và ấn chuông để cập nhật thêm video mới. Người nó mẻ thì thao trong muối xuống được nó mặn được. Nó chua thì cho muối xuống, chua quá thì cho nhiều mì chính xuống. Nó mẻ là đơn giản nhất rồi. Ta đánh đều mà. Hôm nay là bắt mẻ hơi đặc một tí, không loãng là ăn được không? Chờ mấy chị nước vào thôi.
bóc ấy. Là nó mẻ là nó hay bắn nhất đấy mọi người. Nó có nước ấy, nước cái mỡ nó bắn ấy. Cho mọi người đi ăn ớt thì cho ớt xuống. Hai muỗng cà phê. Rồi mọi người có thể nếm. Hơi thiếu một canh cho xuống. Thế là được. Để sôi đều. Và đặt ra bát. Món tôm hai người hai đôi đũa. Đấy, sôi đều đã được, tắt bếp. Và một mồi mẻ đã xong. Đấy mọi người, mẻ trứng chấm rau sống vừa mới nhập nhé. Cho đây rửa nó dễ. Vâng, là xong rồi đấy. Hôm nay buổi tối là nấu cơm đã xong. Bữa cơm này này, đấy, rau sống mình vừa bảo này. Cá rán rồi rau sống. Các bạn nhé. Đấy. Có cá rồi đồ ăn thường này, ăn đơn giản nhé. Đấy. À xin mời mọi người ăn tối mình nhé. Đây mình ăn cơm đây. Bữa tối hôm nay là kết thúc nhé. Mọi người đón xem video đã ấn đăng ký và nhấn chuông để đón xem video tiếp theo nhé. Và cập nhật thêm video mới nhé. Và mong các bác luôn ủng hộ kênh UTV Thọ Trần ở những video tiếp theo nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.